Nhận hàng rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Cẩm Giang nha. Dạ bao ngày ngóng trong bao ngày ngóng đợi hôm nay bên em sẽ tri ân cho cả nhà mình một cái mẫu bà ba in cao cấp cho cả nhà mình nha. Đặc biệt có 15 màu em sẽ mặc từng màu từng màu cả nhà mình xem ha. Ôi quá xá đẹp rồi cả nhà mình ơi và đặc biệt hôm nay nha. Hôm nay là tặng rất là nhiều phần quà cả nhà mình chỉ cần một bộ hoặc là hai áo là cả nhà mình được tặng một cái vòng tay may mắn phong thủy cho cả nhà mình và ba áo trở lên hoặc là hai bộ trở lên là cả nhà mình được tặng một cái cài tóc xinh xắn nha. Dạ hoặc là ba bộ hoặc là năm áo trở lên là cả nhà mình sẽ được tặng một túi sách cúc dưỡng nhà em nè cả nhà mình có rất là nhiều màu em sẽ mặc từng màu từng màu cả nhà mình xem nha không những in trước mà in sau cho cả nhà mình ôi màu trắng là em mới mặc vừa xong nha cả nhà mình còn này màu đỏ nè chị em phụ nữ chúng ta là hả chiếc áo bà ba là không thể nào thiếu cả nhà mình đặc biệt ai đã từng mua giải bên em thì cả nhà mình quá rành ha và dạ, chắc giải co giãn bốn chiều mặc rất là thoải mái và hiện tại cái mẫu này là em in cho mình in trước in sau cho cả nhà mình luôn nha à, thường cả nhà mình các chiêu mình ai ai đã là thợ mai ai đã là băng vải thì cả nhà mình thấy là một chiếc áo bà ba như thế này tiền vải là một trăm tư một trăm rưỡi ha chưa nói tới tiền công mai bên em mai cổ tim nè tay đắp lăng nè cả nhà mình thấy mặc những cái chiếc áo bà ba này đẹp không cả nhà mình dạ à, một cái áo bà ba thế này tiền công mai tiền vải nữa cũng là một trăm mấy hai trăm mấy nghìn đúng không hôm nay bên em tri ân cho cả nhà mình chỉ có một trăm hai mươi lăm nghìn thôi và đặc biệt á một áo em cũng xếp tới nơi cả nhà mình hai áo là tặng một cái vòng tay may mắn nha phí xếp toàn quốc chỉ có hai chục ngàn nhà mình từ ba áo trở lên là bên em miễn xếp với cả nhà mình dạ chị em phụ nữ chúng ta mặc những cái chiếc áo bà ba này ha không có kén dáng kén da kén độ tuổi cả nhà mình màu em mới mặc xong là màu đỏ còn cái này màu hồng này cả nhà mình ôi nó ngọt ngào làm sao luôn á dạ em thấy số điện thoại của chị thu lan này tư vấn sĩ nè khách sĩ khách lẻ cái nhà mình chỉ cần để lại số điện thoại giùm em ha có số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mình nhận hàng là nhớ một điều rất là quan trọng là kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em nha cái nhà mình thấy đồ bà ba bán rất là nhiều nhưng mà cái nhà mình thấy cái sự khác biệt đồ ba bên em không cả nhà mình cái chiêu mình á phối với quần trắng cũng đẹp nè phối với quần đen cũng đẹp nè tất cả quần bên em á quần ống nhỏ quần quảng châu ống nhỏ hai túi là chỉ có là 65 mươi nghìn nè cả nhà mình và tất cả lưng bản nha cả nhà mình thích ai thích gọn thì cả nhà mình sẽ mặc quần ống nhỏ các chiêu mình ai thích thước tha sang trọng duyên dáng thì cả nhà mình sẽ là mặc quần ống rộng ha. Quần ống rộng bên em cũng vẫn có xây từ 40 kg đến 85 kg Dạ chỉ có 85 000 Nè cả nhà mình thấy quần lưng bản xịn sò chưa? Túi bên em là túi sâu và túi rộng nha cả nhà mình chứ không phải điển hình là cái túi nha. Đặc biệt một điều rất rất là quan trọng. Dạ, cả nhà mình nhận hàng là nhớ kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em nha. Đúng xưởng Mai cúc Dưỡng à, ở quốc lộ 53 Trung Hiếu Vũng Liêm Vĩnh Long thì cả nhà mới nhận hàng giúp em để tránh cái trường hợp cái nhằm nhận hàng kém chất lượng những đối thủ cạnh tranh cướp đơn giao hàng cả nhà mình không đúng xưởng mai quốc dưỡng nhà em ha cho nên là cả nhà mình nhớ là nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán dạ để nó cả nhà mình nhận đúng hàng bên em và cả nhà mình nó dạ nhận đúng hàng để không có bị mà ha tình trạng mà ha, nhận hàng không đúng sản phẩm làm mất uy tín của bên em và cái cả nhà mình nhận hàng kém chất lượng ơi mà hồng phấn nó cũng ngọt còn cái này màu xanh ngọc này cả nhà mình đẹp hơn, dạ chiếc áo bà ba là cả nhà mình á, mặc đi lễ chùa này, đi đám tiệc, đi chợ, đi quán buôn bán hàng ngày gì cũng rất rất là đẹp luôn cả nhà mình ngọt ngào duyên dáng không cả nhà mình ơi có nhiều chị là ha đi đám ha rủ với nhau có nhiều khách bên em nhiều cô nhiều chị là mặc á, bà ba hay nhiều khi có chị thì mặc đủ màu một cái bàn đó đủ màu ta nói cái bàn đó lên xu hướng luôn cả nhà mình à, màu xanh ngọc đậm này bên em có hai màu xanh nha dạ yeah. hoặc là cái này cả nhà mình nói là màu xanh biển Ồ, đẹp mê không cái nhà mình phối quần đen cũng rất là đẹp phối với quần trắng cũng rất là đẹp rồi có nhiều chị mà hả văn nghệ mua rủ nhau mười mấy chị rủ nhau á cũng mặc là sang duyên dáng dạ yeah. à, bà ba bên em là mai là cổ tim nè tai đắp lăng nè cho nên cái nhà mặt nó sẽ che được cái khuyết điểm nhìn nó trẻ trung duyên dáng ha đặc biệt bên em là xây từ 40 kg đến 85 kg mà cái nhà mình lỡ lên hai ba căn hay là à, xuống hai ba căn cái nhà mặt vẫn vừa tại nó có cái đồ co giãn cái này là màu vàng hoa cúc này cả nhà mình đẹp mê hôn Ồ chiếc áo này mà hả ta nói tết đi chùa ha hay là cái nhàm đi đám đi tiệc ha dạ đi chợ đi quán đi qua xuôi qua da cái chiếc áo bà ba này không thể nào thiếu cả nhà mình có nhiều khi mặc những bộ đồ sang những cái chiếc đầm rất là sang đẹp nhưng mà ta nói là nhiều khi á cũng không có duyên dáng bằng cái chiếc áo bà ba cái nhà mình đúng không mà bảo bà ba bên em thì cái nhà mình biết rồi ai đã từng nhận hàng bên em cái nhà mình quá rành rồi ha giải co giãn mặt rất là mát luôn hôm nay ba áo là được tặng một cái cài tóc xắn cả nhà mình được miễn phí xếp luôn dạ được miễn phí xếp luôn lúc nào bên em cũng là vô cho cả nhà mình một cái bọc đỏ như thế này cửa hàng cúc dưỡng hoặc là xưởng mai cúc dưỡng giùm em ha dạ chỉ có là 125.000 cả nhà mình Nếu mà hả nói ra là không bằng tiền vải đúng không Nhưng mà bên em sẽ tri ăn cho cả nhà mình à, Tri ăn cho cả nhà mình mua lẻ mà được giá sỉ cho cả nhà mình luôn Những chiếc áo mà ba cao cấp xịn sò như thế này Các chiêu của em á Nhiều khi là mình mặc cũng đẹp nè Mẹ mình mặc cũng được Bà ngoại mua cho mẹ Cô ngoại gì cũng mặc cũng rất là đẹp ha Cả nhà mình thấy nhân viên bên em không 18, 20 hay mấy mà nó mặc cũng rất là đẹp luôn Và dạ, không có kén dáng, kén da, kén độ tuổi cả nhà mình Đặc biệt cái mẫu này là bên em in trước, in sau Với cả nhà mình luôn ha cái này là màu cam sữa nè ôi đẹp mê không cả nhà mình quá trời đẹp ngọt ngào làm sao không thể nào bỏ qua màu nào luôn á em thấy xuyên thoại chị Ngọc Châu nè Dạ tư vấn sĩ nè Cả nhà mình khách sĩ thì bên em sẽ có nhân viên chuyên sĩ kết bạn Zalo và tư vấn giá sĩ cho mình nha Từ 20 áo hoặc là 10 bộ là đã được giá sĩ rồi Dạ khách sĩ khách lẻ cái nhà mình mua bên em là mua đúng chỗ đúng nơi giá xuất xưởng nha Cả nhà mình không có qua trung gian ha Dạ số điện thoại của chị Bích Võ nè Lấy chị ba áo một quần trắng một quần đen ba áo là bên em miễn xếp cho cả nhà mình luôn ha Quần là bên em chỉ có 85 nghìn một chiếc quần như thế này Tất cả bên em đều có túi sâu và túi rộng nha cả nhà mình Ồ đẹp mê không cái nhà mình ơi phó với quần đen cũng đẹp phó với quần trắng cũng đẹp chị em phụ nữ chúng ta là không thể nào thiếu những cái chiếc áo bà ba như thế này ha 79 kg có xây không cúc dưỡng Dạ 79 kg là bên em xây số 5 á, cục vàng bên em xây số 5 á. bên em có xây từ 40 kg đến 85 kg cả nhà mình cứ để là số điện thoại ha xây số nào vừa là bên em chốt cho mình xây số nào không vừa là bên em sẽ là nói với mình không vừa cả nhà mình hàng nhận hàng bên em là đẹp vừa hài lòng cả nhà mình ủng hộ lâu dài bên em cũng bán hai mươi mấy năm rồi cả nhà mình từ năm 2001 tới năm nay năm bốn là 23 năm rồi ôi cái màu hồng xe là nó ngọt quá sáng ngọt luôn cả nhà mình dạ các chiêu mình thấy là chiếc áo bà ba như thế này là ha, ta nói à, độ tuổi nào mặc cũng rất là đẹp luôn mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm dạ đi đám tiệc ha dạ đi chợ đi quán nè buôn bán hàng ngày đi lễ chùa nè à, cái nhà mặc cũng rất là đẹp luôn cổ tim nha và tất cả nút ngọc là bên em đóng chắc chắn cho từng hột nút cho cả nhà mình à, cho nên cả nhà mình giặt tay giặt máy vô tư nha cả nhà mình dạ hôm nay chỉ cần hai chiếc áo thôi là bên em sẽ tặng cho mình một cái vòng tay may mắn phong thủy với cả nhà mình lúc nào cũng muốn chúc khách hàng là được may mắn ha nhiều hạnh phúc à, và đặc biệt á, là năm áo hoặc là ba bộ là cả nhà mình sẽ được tặng một cái túi sách cúc dưỡng nhà em nha cái nhà mình nhớ là nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em nha chị thư nguyễn chị thư nguyễn là hai áo một quần có miễn xếp không em dạ đơn hàng ba trăm rưỡi trở lên là được miễn xếp ở cục vàng à chị cứ để lại số điện thoại giùm em ha cả nhà mình chỉ cần để một cái bình luận để là số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mình bên em có 44 nhân viên chốt đơn khách lẻ và 6 nhân viên chốt đơn khách sĩ cả nhà mình ôi ôi cái màu tím cà này nó ngọt quá sáng ngọt luôn dạ yeah. nhận hàng rồi đẹp lắm cảm ơn chị trang lê nha ngày nào cũng được những lời khen của quý khách hàng là một cái động lực sửa mai nhà em dạ yeah. bán sao mà cả nhà mình mua một lần cái nhà mình ủng hộ lâu dài ngày tháng mới điều đó là đỉnh của bán hàng dạ yeah. cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm luôn em được cái ngày hôm nay á, là nhờ quý khách hàng sĩ lẻ dạ À, từ cái bàn tay trắng mà được cái ngày hôm nay là tất cả nhờ khách hàng em rất là biết ơn khách hàng ha à, ráng mà, mà cố gắng mà ha, sản xuất ra nhiều, nhiều cái chiếc áo bà ba cho cả nhà mình nhiều mẫu cho cả nhà mình giá trị cả thì hợp lý cho cả nhà mình ha dạ à, hai áo trở lên là được tặng một cái vòng tay may mắn rồi cả nhà mình cái chiêu mình mình đeo cái chiếc vòng tay này nó sẽ giúp cho mình nó nhiều ha may mắn phong thủy tốt cho mình nè dạ cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm luôn ba áo trở lên là được miễn xếp được tặng mình một cái cài tóc nha năm áo cả nhà mình thấy tặng một cái túi sách cúc dưỡng nè cái nhà mình thấy cái túi sách này cái nhà mình quải đi chợ đi quán buôn bán hàng ngày đi chùa đi lễ gì cũng rất là tiện lợi ha tất cả nút bên em là đóng chắc chắn cho mình nút bọc cao cấp nút cá ngọc trai như cả nhà mình cái màu cam sữa nè ôi quá xa đẹp luôn cả nhà mình nói chứ đi đám đi tiệc đâu cái nhà mình mặc cái chiếc áo bà ba, ba như thế này cái nhà mình thấy chị em phụ nữ chúng ta duyên gì mà bằng cái duyên dáng cả nhà mình dạ không có đẹp gì mà bằng đẹp duyên dáng hết trơn á chị em phụ nữ của mình á người Việt Nam của mình ít nhất gì cũng phải có năm ba chiếc áo bà ba như thế này ở trong nhà ha à, có nhiều chị là mua bên em đủ màu luôn á dạ còn bên em kêu mai thêm màu màu nữa không những bên em có bà ba in cao cấp xịn sò như thế này mà bên em có bà ba thiêu và ba trơn và ba đến đá nè dạ nguyên bộ nè đồ lam nè dạ đầm nè rất là nhiều mẫu và em sẽ mai theo nhu cầu cả nhà mình nữa nha số lượng lớn số lượng nhỏ gì em cũng nhau giao tới nơi cả nhà mình dạ cái này là màu tím quế này cả nhà mình Màu nào cũng đẹp Em cảm ơn chị Nhung Nguyễn nha Dạ Cả nhà mình á, nhanh tay Chỉ cần để lại số điện thoại dùm em ha Để lại cái bình luận Để lại số điện thoại Để bên em tư vấn cho mình à, Để nó hết cái chương trình ưu đãi Chương trình tặng quà Và chương trình tri ăn là ổn lắm nha Cả nhà mình Em thấy số điện thoại sỉ lẻ của cả nhà mình Rất rất là nhiều Dạ Nhớ là kiểm tra hàng trước khi thanh toán dùm em nha Cả nhà mình Các chiều mình thấy quần nè Quần bên em mai cũng là vải thun solen xịn sò Cho nên cả nhà mình nó mặc nó rất là thoải mái nha à, đẹp quá xá đẹp luôn màu nào cũng mê hết á cả nhà mình dạ yeah, cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm luôn